Chào mọi người một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Mâm cơm chay kỳ duyên của ngày hôm nay của gia đình mình là mình sẽ làm một món canh bí, canh bông bí, và một món đặc biệt nữa là cá bạc má chiên gừng. Đây là cá bạc má chay. Mình sẽ sơ chế, mình cắt như thế này nè nha, mình chiên cho nó dính, còn dính lại cũng được, mà nó có rời ra cũng được, không sao. Rồi, và đây là gừng. Mình sẽ dùng một cái ớt và một nhánh gừng, mình sẽ lát mỏng ra. Trong cái mùa cảm cúm này nè, mình thường hay sử dụng gừng để trong bữa cơm của mình nó có một cái bài thuốc, vừa là bữa cơm hàng ngày mà nó cũng vừa trị được bệnh cảm cúm, người được bệnh cảm cúm nha mọi người. Mình sẽ sơ chế gừng, lát cho mỏng ra. Xong mình sẽ cắt lại như thế này. Rồi, mình cho chảo dầu nóng, mình để cá vô chiên nha. Mâm cơm canh bông bí ngày hôm nay là có một món cá bạc má chiên gừng và đậu hũ. Đậu hũ mình cũng muốn chiên, mình cắt mỏng ra rồi mình là để vô chảo mình chiên cho vàng, mình rắc một chút hạt nêm vô. Đậu hũ nó sẽ giòn, nó rất là ngon như thế này nè nha các bạn. Mình sẽ chiên cho cá nó giòn lên. Và tiếp đó mình cũng sẽ chiên gừng luôn. Và đây là hành lá, mình lấy cọng trước. Mình sẽ lấy một phần cọng chiên cho vàng cùng với gừng với cá. Và phần lá còn lại mình sẽ để sau cùng cho nó thơm, cũng sắp nhuyễn ra luôn. Cá nó cũng nhanh vàng lắm cho nên mình trở về liền. Mình sẽ chiên cho nó giòn đều nha. Đây cũng là bữa cơm chay gia đình đơn giản nhưng mà rất là đầy đủ dinh dưỡng, dễ chế biến và rất là ngon. Gừng và ớt này thì cho thời tiết chuyển mùa của mình. Thường thường ở trong cái món chay thì gừng ít cái sử dụng, nhưng mà thỉnh thoảng mình sẽ làm trong một vài món ăn để ngừa bệnh cảm cúm cho cái mùa cảm, nhất là từ thời tiết ấm mà sang lạnh.
thì mọi người rất là dễ bị nhiễm cảm cúm. Thì gừng là một trong những món mình sẽ đề phòng giảm bớt cái nguy cơ mình bị cảm. Và nhất là trong cái mùa dịch này nè, thì nó vừa có con dịch của corona, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái món ăn đơn giản trong gia đình, nhưng mà nếu mà tránh được cảm cúm, đề kháng của mình nó không có bị suy giảm thì cái nguy cơ mình nhiễm dịch nó cũng sẽ giảm theo, cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta lắm. Cảm giác hành nó cũng vàng rồi, mình cho hành với ớt qua một bên, mình chiên cho cá nó vàng thêm. Với gừng, gừng cũng chưa vàng nhiều. Rồi cá nó rất vàng, rất là ngon. Mình sẽ cho hành lá vô. Rồi, mình sẽ nhắc xuống và cho cái nồi canh bông bí của mình lên nha. À, nồi canh bông bí của mình nó có đậu hũ mình đã luộc, mình vừa luộc xong, mình luộc cho nó có thằng ong rất là ngon. Rồi, xong mình cũng sẽ để vô, đừng mà đợi nước nó sôi lên thôi, để bông bí vô. Tiếp theo mình sẽ vớt cháo nè. Rồi, như vậy là cái món cá bạc má mình chiên với gừng đã hoàn thành. Nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn đúng không mọi người? Như vậy thì tiếp tục mình sẽ nấu một tô canh bia bông bí. Canh bông bí ở vườn quê mình ngon lắm, bông bí rất là tươi ngon. Rồi, giờ đây là cá chiên với gừng. Đây là những miếng gừng mình đã chiên rồi, chiên giòn, mình ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Chưa có ai chiên gừng bao giờ hết trơn á, nhưng mà mình làm cá bạc má của mình ngày hôm nay á, mình sáng kiến ra mình sẽ lấy gừng mình chiên, nhìn nó rất là ngon và hấp dẫn. Và ớt cũng mình cũng chiên, mình sẽ cắt nó ra ăn kèm với ớt chiên này, nó cay cay chắc nó cũng ngon hấp dẫn lắm. Rồi thì mình sẽ đợi cái tô canh bông bí của mình nó chín rồi xong thì mình sẽ hoàn tất một mâm cơm chay của gia đình kỳ duyên của mình nha. Mâm cơm chay cũng đơn giản nhưng mà rất là ngon, ngon tuyệt vời. Mình đợi nước sôi mình sẽ tiếp tục nấu canh bông bí. Rồi nước, rồi nước đã sôi rồi, mình cho bông bí vô nha. Bông bí rất là nhanh chín, chỉ cần mình để vô nồi xong thì mình cho nó sôi trở lại một dạo thì mình sẽ tắt bếp.
Rồi, nhìn rất là ngon đúng không mọi người? Mình sẽ cho nó sôi trở lại một dạo sau nha. Rồi, tắt bếp. Rồi, bông bí nó đã sôi trở lại. Mình sẽ cắt một chút hành lá vô nha, cho nó thơm. Rồi, wow, tàu hủ tươi nó phiều lên rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ nêm một chút thử nha. Hơi lạc một chút. Thêm khoảng nửa muỗng hạt nêm nữa. Thì nó sôi lên hơi nhiều một chút thì nó chín bông bí, thật chín, nó chín nó mới ngọt nước. Rồi, tắt bếp nha. Nhìn một tô canh bông bí chay rất là ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình ăn chay của mình trong một bữa cơm đạm bạc đơn giản bình thường hàng ngày, nhưng mà rất là đầy đủ dinh dưỡng nha các bạn. Mình ăn chay nó sẽ rất là nhiều lợi lạc cho thân tâm của chúng ta, và dinh dưỡng cho người ăn chay thì cũng không tệ. Một tô canh bông bí. Rồi, mình sẽ cho một ít tiêu nha. Rồi, như vậy thì cái mâm cơm chay của gia đình kỳ duyên của mình ngày hôm nay là gồm có một món là canh bông bí, canh bông bí đậu hũ tươi, canh bông bí đậu hũ tươi, và cá bạc má chiên gừng với tỏi ớt hành và đậu hũ muối chiên. Một bữa cơm rất là đạm bạc đơn sơ nhưng mà mang đầy đủ ý nghĩa cho tâm linh cuộc sống và cho sức khỏe con người. Mọi người nên ăn chay nha, cùng với gia đình mình. Kỳ duyên chúc mọi người sắp sửa qua năm mới rồi, một năm an lạc, an lành, hạnh phúc, nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi cứu độ chúng sanh, dịch bệnh qua đi, A Di Đà Phật.